Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách xem lại mật khẩu Facebook của mình Trường hợp là bạn đã từng đăng nhập tài khoản Facebook trên điện thoại của mình Thì mới xem được nha các bạn Rồi, video dành riêng cho bạn nào chưa biết Còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha Bây giờ mình bắt đầu nha các bạn Trước tiên thì các bạn sẽ mở cái phần cài đặt lên nè rồi bây giờ các bạn sẽ chọn dùm mình cái phần Google nè Rồi ở cái phần Google này Các bạn chọn dùm mình quản lý tài khoản Google của bạn Rồi tiếp tục ở cái phần này Thì các bạn sẽ tìm dùm mình cái chữ bảo mật Rồi trong cái phần bảo mật này Các bạn tìm dùm mình Đây trình quản lý mật khẩu các bạn chọn vào đây đây là toàn bộ những cái mật khẩu mà mình đã đăng nhập trên cái thiết bị của mình nghe các bạn bây giờ mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách xem lại mật khẩu Facebook thì mình sẽ chọn vào chỗ biểu tượng Facebook.com đây rồi đây đây nó đã hiện uh, tài khoản Facebook và cái mật khẩu của nó luôn các bạn muốn xem lại chỉ nhấn vào cái chỗ con mắt ở đây vậy là xong nha các bạn vừa rồi thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách xem lại mật khẩu Facebook của mình trên chính cái điện thoại của mình luôn và video mình cũng xin dừng lại ha nếu các bạn thích thích thì cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha xin chào